Từ năm 2018 đến nay, nhiều hộ gia đình ở hai xã Na Mau và Phú Cường, huyện Đại Từ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động khai thác khoáng sản quá mức quy định của hai công ty do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp phép. Tuy nhiên, trong thời gian dài, người dân không nhận được sự phản hồi từ các cấp có thẩm quyền. Ai cũng mong muốn là nhà nước là sớm giải quyết được cái tình trạng người dân thấp thỏm lo âu và cái tình trạng sạt lở để cho dân được ổn định lại cuộc sống, canh tác. Huyện với tỉnh chắc hẳn người ta có phần ở đây người ta không giải quyết đâu. Nói thật mà nói như thế, dân chúng tôi là suy nghĩ là như thế. Sau khi có phản ánh của báo chí, các cá nhân sai phạm ở hai công ty trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Thế nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Người dân phải tiếp tục gánh chịu mà chưa biết khi nào mới khắc phục được. Bởi cấp ủy, chính quyền xã Na Mau cũng như huyện Đại Từ và các cơ quan có liên quan đều chưa có những giải pháp tháo gỡ, giải quyết cụ thể. Trong khi, lỗi là của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý để cho công ty hoạt động trong thời gian dài nhưng không kiểm soát được tình trạng hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Công bằng mà nói, ấy, mỏ than lỗi một phần nhưng mà cũng phải nói đến các chính quyền các cấp một phần, từ tỉnh, từ huyện, từ xã cho đến xóm cũng phải có trách nhiệm về cái rừng phòng hộ này chứ. Bây giờ diện tích cấp trong giấy phép thì 59 hecta cả Phú Cường, Minh Tiến, nhưng mà bây giờ nguyên ở đây đã mấy trăm mấy mươi hecta ở đây rồi, thì nếu mà chính quyền các cấp mà không mắt nhắm mắt mở thì tôi nghĩ là mỏ than Yên Phước cũng không thể tác oai tác quái bằng này lâu được. Đề nghị ủy ban huyện như là ủy ban dân tỉnh có cái giải pháp giúp cho chính quyền xã Na Mau tháo gỡ những cái khó khăn và đặc biệt là có cái biện pháp phù hợp đảm bảo cuộc sống, di chuyển chỗ ở, tái định cư xen ghép tại chỗ cho an toàn tính mạng của nhân dân. Đây chỉ là một ví dụ cụ thể cho thấy không ít cán bộ làm việc luôn ở trong trạng thái sợ trách nhiệm, thậm chí không dám thực hiện những công việc đáng ra rất cần triển khai kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tình trạng này xuất phát từ việc năng lực hạn chế của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý không tự tin để minh định đúng hay sai trong thực hiện chức trách của mình. Cả phẩm chất lẫn năng lực đều chưa ngang tầm nhiệm vụ. Nó cũng có một cái thực tế đúng nó là như vậy. Và ở dưới góc độ nghiên cứu đó thì nó chính là cái lỗi, nó gọi là lỗi thiên kiến, là nhìn vấn đề theo kiểu một chiều, cũng có khi là nhìn vấn đề ở cái góc độ là nó tích cực quá, nhưng cũng có ngược lại là nhìn vấn đề nó ở góc độ tiêu cực quá. Cái chính là bây giờ phải nhìn thấy được cả những mặt tích cực và cả những mặt tiêu cực, đấy, hạn chế của cán bộ công chức để theo đó khuyến khích cái nỗ lực của họ, đấy, trong cái việc phát huy cái mặt tích cực của họ và khắc phục những cái hạn chế của họ. Chúng ta thấy là nó hay nổi cộm lên vào các cái nhiệm kỳ đại hội, tức là gần đến bầu cử, gần đến đại hội là bắt đầu có cái xu hướng thu mình, không làm gì cả. Ấy, và đương nhiên không làm thì không sợ sai, có làm thì phải chấp nhận có sai sót. Ấy, như bác nói rồi, đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Ấy, do đó là đảng phải có gan để thừa nhận khuyết điểm của mình, thì cá nhân từng cán bộ đảng viên cũng vậy, thì cũng phải có gan, cho nên là lần này Trung ương mới chỉ rõ ra là cán bộ sáu giám đấy. Sau hàng loạt cán bộ sai phạm ở một số địa phương bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, dường như tâm lý e sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức càng thêm nặng nề. Sợ sai mà án bình bất động trước những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điều này đặt ra yêu cầu, nếu ai sợ trách nhiệm thì nên từ chức, đứng sang một bên để người xứng đáng làm. Nếu làm việc trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải kiểm điểm, kỷ luật. Chỉ khi chế tài trách nhiệm rõ đối với từng chủ thể thì mới xóa bỏ tâm lý sợ trách nhiệm. Đôi lúc là chúng ta lại nghĩ theo cái kiểu dĩ hòa vi quý, công bằng là cao bằng. Cho nên là cái người ấy là gì ạ? Là làm tốt, làm đúng thì cũng chưa được ghi nhận một cách kịp thời và xứng đáng. Trong khi là cái gì? Những người làm sai thì đôi lúc cũng gì chứ cũng chưa bị xử lý một cách nghiêm minh. Thế thì dẫn đến một cái tâm lý là thu mình. Ở đây ấy thì cái gỡ bỏ đầu tiên là mỗi cán bộ ấy là phải phát huy cái tinh thần ấy là gì ạ? Nỗ lực tự rèn luyện, tự phấn đấu, tự vươn lên. Ấy, bởi vì ấy là cái suy thoái ấy, không ấy là nó do cái sự tu dưỡng đạo đức của cán bộ. Ấy thì cái người nào ấy mà tu dưỡng đạo đức kém ấy thì rất dễ là gì ạ? Là bị cám dỗ bởi cái tiền tài vật chất, rất dễ là gì bị lung lay trước những cái sức ép. Ấy rồi là rất dễ là cầu toàn, thu mình lại, không dám làm gì. Ấy tròn vo.
cán bộ sợ trách nhiệm, trì trệ trong thực thi công vụ đã cản trở sự phát triển của mỗi cơ quan đơn vị, địa phương. Nhìn rộng ra là sự phát triển của cả đất nước. Cùng với kỷ luật cá nhân vi phạm thì phải tiến hành khen thưởng, động viên, khích lệ một cách xứng đáng đối với những cán bộ đảng viên, công chức viên chức có ý thức trách nhiệm cao, dám làm, dám chịu, mang lại hiệu quả tích cực cho lợi ích chung, cộng đồng. Điều này là khuyến khích, cởi bỏ tâm lý thu mình, không dám đột phá vì sợ làm không đúng trong đội ngũ cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Thành, sau nhiều năm thấy người dân canh tác đất lúa không mang lại giá trị kinh tế, đã mạnh dạn đề xuất chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, thí điểm trên diện tích 5 hectare với 26 hộ tham gia. Khi xây dựng xong đề án trình đến huyện và lên sở thì được sở và huyện đồng tình và tạo điều kiện cho địa phương để chuyển đổi. Sau một thời gian thì là cây phát triển rất là tốt mà quả cho ra quả rất là nhiều và được hướng dẫn kỹ thuật kỹ. Thì bà con đã rất phấn khởi, cái quả là phát triển lên đều. Và trong cái buổi đầu tiên cho thu hoạch ấy thì về cái chất lượng cũng được các cơ quan về kiểm tra đánh giá thì chất lượng của Khánh Thành nó phù hợp với đồng đất rất là cao. Sau hơn một năm, cây ổi Đài Loan bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng và giá thành khá cao. Người dân ban đầu với tâm lý e ngại thử nghiệm mô hình mới, giờ đây đã yên tâm phát triển thành thương hiệu của vùng, xây dựng sản phẩm theo hướng ô cốp. Giờ chúng tôi là cấy trồng ổi thì các cái thương lái đấy là không phải lái mà cái thương lái người ta đến người ta mua rất là đông. Vì cái ổi này ăn nó ngon, nó giòn cho nên là nó có thương hiệu rồi. Cho nên là người ta mua một lần, hai lần là người ta biết đến cái thương hiệu cây ổi của Khánh Thành. Cũng xuất phát từ cái ý tưởng dám nghĩ dám làm của Đảng ủy, Ủy ban dân và đặc biệt là Hội Nông dân xã cũng đã đưa cái ý tưởng về cho nhân dân. Trồng lúa mỗi vụ chỉ được từ 5 đến 700 nghìn một sào. Một năm thì được khoảng hơn 1 triệu đến 1 triệu 3 một sào. Nhưng trồng cái cây ổi lê Đài Loan thì được từ 25 đến 30 triệu đồng trên sào trên năm. Thì nó gấp từ 20 đến 25 lần trồng lúa. Thì nhân dân rất là phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối. Khởi đầu với nhiều khó khăn do là mô hình mới, chưa thành thạo về kỹ thuật, cây ổi có thời điểm cho ra quả không như mong muốn. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia cũng như ngành nông nghiệp của địa phương, mô hình của đồng chí Tuyến dần đi vào ổn định. Từ chỗ chỉ có một tổ hợp tác sản xuất, chuyển đổi cây trồng đã xây dựng được 9 tổ hợp tác khác tại các xóm trên địa bàn xã Khánh Thành. Mỗi xóm chuyên về một sản phẩm. Hướng đi mới này phá bỏ được tập quán sản xuất không còn phù hợp của địa phương và bản thân cán bộ không ngại thử sức với cách làm mới, chấp nhận những sai sót, trở ngại ban đầu để đưa ra một cách làm hiệu quả nhất để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong cái quá trình thực hiện các cái mô hình thì các cái cán bộ và nhân dân thì nó không phải là người nào cũng đã cái ủng hộ cho cái ý tưởng này. Cũng có đấy thì cũng có một vài cũng có nhiều hộ là cũng tham gia tích cực, nhưng mà còn một vài gia hộ, một vài đảng viên, một vài cán bộ là cũng chưa kỹ, những ý tưởng mới là cũng chưa thực sự được vào cuộc để cái triển khai thực hiện tuyên truyền và vận động động viên thì người ta cũng đã có cái chuyển biến tích cực để cũng cùng vào cái cuộc để giúp cho các cái mô hình của địa phương cũng thực sự là phát triển là tốt, cũng có cái thu nhập và hiệu quả kinh tế cao. Đảng ủy lãnh đạo ủy ban là cũng đã bạo dạn là cho anh em tôi làm những việc như thế này. Thì đấy là cái điều mà từ nhân dân đến anh em tôi rất tâm đắc. Mặc dù thôi về kinh tế thì cũng chưa không có được nhiều, nhưng mà khi mà được sự động viên khích lệ như vậy thì từ bản thân cá nhân đến anh đến bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi. Chúng tôi sẽ mở rộng lên tầm khoảng 4 hectare cái cây trồng táo Đài Loan và táo Thái. Thì cái đây cũng là cái mô hình mới mà chắc chắn cả huyện làng chưa ai dám làm. Nhưng chắc chắn chúng tôi đang dự tính đưa vào cái đề án trồng cái cây này. Khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá sẽ góp phần tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách. Tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn khi giải quyết công việc. Những người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải là những người bảo vệ, nâng đỡ cho đổi mới sáng tạo, để khơi dậy mạnh mẽ cái ý thức trách nhiệm, cái khát vọng cống hiến, cái tinh thần đổi mới,
hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của cán bộ đảng viên, vì lợi ích chung. Thì bên cạnh đó thì phải hướng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thí điểm thực hiện các cái đề xuất đổi mới, sáng tạo, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã nêu, khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro xảy ra thiệt hại, thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp. Nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Đó chính là trụ đỡ quan trọng để cán bộ sáng tạo, đột phá, tìm hướng đi mới cho sự phát triển. Trong quá trình đổi mới, không thể tránh khỏi những vấn đề bất cập xảy ra trong thực tiễn mà hệ thống cơ chế chính sách pháp luật chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Việc Đảng có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của địa phương và cả đất nước sẽ giúp lãnh đạo các địa phương tự tin và vững tâm hơn khi dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển của địa phương cũng như của đất nước. Tâm lý mà làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều thì đấy nó cũng là một thực tế. Thế mà muốn cởi bỏ cái đấy thì chắc chắn là đầu tiên nó phải thuộc về chính sách. Đấy. Thế thì chính sách bây giờ hiện chúng ta đã có rồi. Nghị định 90 của Chính phủ đã ban hành rồi và có hiệu lực từ tháng 8. Cái quan trọng ở đây bây giờ chỗ là gì? Là muốn cởi bỏ được tâm lý ấy thì phải triển khai nó một cách đầy đủ, một cách cụ thể. Đấy. Bản thân mỗi cán bộ công chức, bản thân những cái người lãnh đạo quản lý của đơn vị cũng như là cái người đứng đầu ở đây này thì phải có cái trách nhiệm trong cái việc triển khai cái thực hiện này. Nếu mà không thí điểm ấy thì nó không vượt ra được khỏi cái khuôn phép, cái lề lối cũ, những cái cũ kỹ. Thế thì chúng ta cứ nhìn lại lịch sử xem. Ấy về cái đổi mới thì cái đồng chí Kim Ngọc chẳng hạn là có cái tấm gương về đổi mới, nhưng mà nói thành thực là về cá nhân đồng chí ấy, cái thời điểm ấy là cũng không được ghi nhận. Rõ ràng ấy, cái giai đoạn đầu thì là gì? Là những cái mới là nó còn yếu, còn non. Nhưng mà nếu mà được tổ chức kịp thời ủng hộ, được tổ chức là gì ạ? Là tạo điều kiện thì chắc chắn là gì? Là nó những cái mới ấy nó nảy nở. Ở đây chúng ta không chỉ là phòng nữa mà chúng ta phải chống, chống ở đây là gì? Để lấy cái đẹp dẹp cái xấu từ những cái đột phá, những cái đổi mới ấy. Nó trở thành là gì? Từ điển hình để chúng ta nhân ra diện rộng. Muốn đất nước đổi mới theo hướng tích cực, rất cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của nhân dân. Bởi trong quá trình hội nhập, nếu không có những đổi mới theo hướng tích cực thì khó có thể thành công. Đất nước không thể có những bước đột phá trong phát triển nếu cán bộ không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng để cán bộ đủ dũng khí, thực hành sáu dám, họ rất cần được bảo vệ nhằm cởi bỏ tâm lý sợ sai của chính mình. Khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo phải song hành với nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, để khi làm sai phải sửa chữa thay vì thờ ơ, vô cảm. Chỉ khi mạnh dạn nhận ra điểm yếu và cố gắng phát huy điểm mạnh, đội ngũ cán bộ mới có thể trưởng thành, làm nền tảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.